đã hơn một năm kể từ sau vụ xả súng khốc liệt tại Tây Nguyên. Các đối tượng đều đã bị xử gáy và nhận những bản án thích đáng với mình. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ tưởng rằng đã cao chạy xa bay, ngồi yên ở bên kia bầu trời, rồi cho rằng mình an toàn. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Mới đây nhất, phía Thái Lan cho biết rằng họ sẽ dẫn độ kẻ cầm đầu của vụ xả súng này trở về Việt Nam. Vậy thì cụ thể thông tin này là như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Ngày 11 tháng 6 năm 2024, Yquin Bđap đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sau khi phỏng vấn với Đại sứ quán Canada về đơn xin tị nạn của ông này tại Canada. Đối tượng này bị giam giữ ở nhà tù Remand ở Bangkok để chờ xét xử, xem ông này có bị dẫn độ về Việt Nam hay không. Các chuyên gia của tổ chức nhân quyền cho rằng tổ chức phi chính phủ Người Thượng Vì Công Lý đã bị chính phủ Việt Nam liệt vào danh sách một tổ chức khủng bố một cách oan ức và nêu lên mối lo ngại về khả năng một người thượng đang bị giam giữ ở Việt Nam bị tra tấn tới mức thiệt mạng vào tháng 3 năm 2024. Phía Thái Lan thì đã trì hoãn xét xử nhiều lần, cho đến 6 tháng sau thì họ mới đưa ra quyết định cuối cùng. Và Tòa án Hình sự Bangkok hôm 30 tháng 9 đã phán quyết rằng họ sẽ dẫn độ Yquin Bđap về Việt Nam sau nhiều lần trì hoãn. Luật sư của Bđap nói với tờ BBC tiếng Việt rằng đây là một phán quyết đáng thất vọng. Thế nhưng chỉ là một phán quyết tạm thời và ông Đắp sẽ kháng án trong vòng 30 ngày tới. Mặc dù Thái Lan và Việt Nam không có hiệp định dẫn độ, thế nhưng hai nước có thể sử dụng hợp tác ngoại giao, mà thực chất là sử dụng luật dẫn độ của Thái Lan. Luật này thì quy định rằng nếu các điều kiện được đáp ứng, thẩm phán có thể ra lệnh tạm giữ ông Đắp để chờ dẫn độ. Và trên cơ bản, đó là điều mà thẩm phán đang xem xét. Thẩm phán đưa ra quyết định dựa trên lập luận của công tố viên rằng ông Bđap nên bị dẫn độ về Việt Nam do ông này cũng là người bị kết tội ở Việt Nam. Thẩm phán ở Thái Lan thì kết luận rằng như vậy có một phán quyết hiện hành rằng cáo buộc ở Việt Nam và cáo buộc ở Thái Lan là cùng cáo buộc một người mà Việt Nam buộc tội và người ở đây là cùng một người. Bà Nathan Siri Berman, luật sư của Bđap, nói với tờ BBC tiếng Việt sau phiên tòa. Khán phòng hôm 30 tháng 9 đã kín người tham dự, trong đó thì có cả các nhân viên an ninh Việt Nam, giới báo chí và các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế, đại diện đại sứ quán một số nước và giới quan sát. Đây là một buổi xét xử công khai, mở cửa tự do. Tuy nhiên những người tham dự thì không được vào phòng xử án, mà phải ngồi ở một phòng riêng và theo dõi qua màn hình TV. Trường hợp của Yquin Bđap được đánh giá là một vụ án rất quan trọng, khi giới nhân quyền quốc tế đang theo dõi xem liệu Thái Lan dưới thời tân thủ tướng Prayuth Chan-o-cha sẽ ưu tiên nhân quyền hơn hay là quan hệ bang giao. Đương nhiên là ngay sau thông tin này thì Thái Lan cũng giống như Việt Nam hay là Trung Quốc và Nga bao lần khác đã liên tiếp bị mấy tờ báo và các tổ chức tự xưng là vì nhân quyền, nhân bánh gì đó lên án hàng loạt. Ví dụ như là luật sư của Yquin Bđap, bà Nasri Berman và Finn Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, nói rằng quyết định này của Tòa án Thái Lan là kinh hoàng và vô lý. Đồng thời thì họ kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đưa ra những lời lên án mạnh mẽ, toàn diện về sự xuyên tạc công lý của Tòa án Thái Lan và gây sức ép buộc Bangkok phải cho phép Yquin Bđap được tái định cư ở một quốc gia thứ ba. Có thể là trong mấy ngày tới đây, mỗi ngày sẽ có mấy chục đến cả mấy trăm kẻ biểu tình hay răng biểu ngữ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Tuy nhiên thì Thái Lan có lẽ đã quá quen với mấy việc xảy ra như cơm bữa kiểu thế này, khi mà lâu lâu họ cũng đều phải đem quân đi dẹp các vụ biểu tình, dẫn tới việc cả bạo loạn luôn. Toàn bộ thông tin trên thì được các tờ báo có xu hướng chống Việt Nam đăng tải vào tối ngày 30 tháng 9. Tính đến thời điểm mình đang viết những dòng kịch bản này, thông tin mới được đưa lên chưa đầy một tiếng đồng hồ, vậy nên cũng không có quá nhiều thứ để bàn luận. Nhắc qua một chút về nhân vật này thì Yquin Bđap sinh ngày 16 tháng 5 năm 1992, dân tộc Ê Đê và theo đạo Tin Lành. Tên này tự xưng là nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên. Năm 2019, Yquin Bđap, Yifik Hodok và một số đối tượng khác đã thành lập ra một tổ chức gọi là Nhóm Người Thượng Vì Công Lý tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4 năm 2023. Cùng với tổ chức này thì còn có một số tổ chức khác là Nhóm Hỗ Trợ Người Thượng do các đối tượng Imut Blo và Yuen Blab tuyên bố thành lập vào năm 2011 tại Hoa Kỳ.
nhóm này thì đã tiến hành tuyển mộ thành viên, chuẩn bị vũ khí để thành lập lên cái gọi là đội quân lính đề ga do Isonier từ Mỹ xâm nhập về Việt Nam để trực tiếp chỉ đạo. Về hình thức hoạt động thì cũng giống như nhóm đóng đại bản doanh ở Mỹ như Việt Tân, chủ yếu là tuyên truyền chống phá nhà nước và đào tạo các đối tượng trong nước hoạt động phá hoại lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 6 năm 2023, nhóm hỗ trợ người thượng MSGI và nhóm người thượng vì công lý MSFG đã tổ chức một cuộc tấn công chớp nhoáng vào trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, gây hoang mang lớn cho dân chúng, khiến một số chiến sĩ công an và dân thường thương vong. Tháng 6 năm 2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm